Hai cả nhà, sau một thời gian thả thính thì ngày hôm nay Hương đã được cầm trên tay cái siêu phẩm của Quilidi. Đó là cái sản phẩm mang tên là mặt nạ từ tính. Và những ngày hôm nay thì mọi người cũng thấy là nó hot rần rần trên Facebook, đúng không nào? Tại vì sao? Bởi vì cái thiết kế là mọi người thấy nó đã không đụng hàng rồi. Cái hộp inox cực kỳ chắc chắn đấy. Cái thân hộp thì không còn gì bàn cãi, nó rất là sang. Và đã nói là Quilidi đi đầu về cái sự đổi mới, thành ra luôn luôn tạo nên một cái sự mới mẻ đối với khách hàng. Và mọi người cũng thấy đi kèm với em nó sẽ là một cái cây nam châm từ tính, hút đi những cái bã nhờn, những cái còn sót lại trên cái gương mặt của mình đấy. Và với cái thành phần như là tinh dầu jojoba nè, các vitamin cũng như là khoáng chất trong cái mặt nạ này, thì nó sẽ đánh bóng làn da của mình, cho mình một cái làn da rất là trắng nè, mịn nè, và đặc biệt là hút sạch những cái bã nhờn, mụn cám, mụn đậu đen nữa. Một hộp như vậy chỉ có giá là 360.000 thôi, mọi người mua 3 có giá sỉ mọi người nhé.